Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay mình được nghỉ làm, mình ra thăm cái vườn cây của mình. Thì hỡi ôi, trái nó rụng đầy ở dưới đất hết trơn. Qua một trận giông gió ngày hôm qua. Ngày hôm qua mình chỉ ở trong nhà, không có ra xem. Nên bữa nay ra thấy trái rụng đầy và lá cũng rụng đầy hết. Chuyện gì xảy ra với cái cây của tôi đây? Mấy trái ổi mấy tí này chưa có đủ lớn mà nó đã rụng hết rồi. Đó các anh chị và các bạn có thấy không? Có bao nhiêu trái nằm dưới đất hết. Có bao nhiêu trái và nó rụng hết. Nó không có lớn kịp là đã rụng rồi. Lá thì còn dài cái lá. Đó, cây đó trên cành thì còn được dài trái le que. Cành cây thì trơ trụi ra, lá thì rụng hết. Nhìn còn cái bộ xương khô thôi. Còn ở đây thì cây này là cây bơ. Cây bơ không rụng cành. Mấy gió thổi cành thì nó không có rụng nhiều mà lá cũng rụng. Mấy cái cành cây khô thì nó rụng xuống. Đây nè, rụng đầy sân hết. Đó, nhìn qua bên kia. Lá của nó thổi qua bển, gió thổi cái mấy cái lá của cây bơ rụng qua bên đó luôn. Tạt qua bên đó, đây nè, lá nè, một trái nữa. Quá trời lá. Sau một trận giông gió mình tha hồ mà phải dọn dẹp, mệt nghỉ. Còn ở đây trái bơ chưa có đủ lớn cũng rụng đầy hết. Trái vậy rụng vậy đâu có ăn được. Nó rụng xuống là nó bể đầu hết. Nứt hết. Thấy không? Thấy nhìn trái bơ đang ngon lành, đang ngon trớn, đang lớn lên dần dần. Mà bây giờ rớt rụng hết. Rớt xuống gặp cái thềm xi măng là nó bể ra. Bơ này ngon lắm nha các anh chị và các bạn. Bơ nó ăn xẻ ra bên trong nó mịn như là bơ, không có một tí sơ nào hết. Rất là ngon. Tiếc quá chưa đủ lớn mà đã rụng hết rồi. Và bây giờ mình chuẩn bị đi ra ngoài. Hôm nay mình đi ra ngoài mình phải đeo cái khẩu trang này nè các anh chị và các bạn. Khẩu trang N95. Khẩu trang này có cái filter để nó lượt bụi. Bây giờ ở trong không khí đầy khói bụi, mình hít vào là sẽ bị bệnh. Và có mùi khét nữa. Và bây giờ mình lái xe tới cái chỗ trái ngày hôm qua để quay lại cho các anh chị và các bạn xem. Hôm nay mình được nghỉ làm tại vì công ty mình làm nằm trong thành phố Irvine. Rất là gần cái nơi bị cháy. Khói và bụi rất là ngợp. Người ta thở không nổi luôn. Vì sức khỏe của nhân viên nên công ty cho tất cả các nhân viên nghỉ việc hết. Còn những nhân viên nào nhà nằm ở trong khu vực cần phải di tản thì công ty sẽ trả tiền cho các nhân viên đó, ở tiền ở khách sạn và tiền nghỉ việc trong cái thời gian này luôn. Các anh chị và các bạn nhìn lên bầu trời vẫn thấy hai màu, màu xanh và màu cam hơi đậm đậm. Cái màu cam và đậm đậm đó là khối và bụi quyện lại với nhau thành một cái màu như vậy đó. Đám cháy rừng có tên là Silverado ở thành phố Irvine ngày hôm qua. Tính tới chiều ngày hôm qua thì cháy khoảng 4.000 mẫu anh. Cho tới sáng hôm nay thì đã lan rộng hơn 11.000 mẫu anh. Cho an toàn cho dân chúng thì khiến nhiều nơi cũng phải di tản. Sở cứu hỏa của Orange County cho biết là đám cháy chỉ mới dập tắt được có 5% mà thôi. Ngày hôm qua sau khi lửa bùng cháy thì cư dân ở Ocho Hill có lệnh phải di tản. Đến cuối ngày thì khoảng 90.000 dân ở Irvine phải di tản. Và cũng có một số người ở Lake Forest cũng được lệnh di tản rời khỏi nhà.
Cho tới sáng hôm nay, sở cứu hỏa của Orange County cho biết ba khu vực Silverado, Mocheca và Trabuco dọc theo đường Lai Oak Canyon đều được cảnh báo phải di tản. Một phần của thành phố Missionville Hồ cũng được sở cứu hỏa của quận Cam thông báo cho cư dân phải rời khỏi nhà. Tính tới chiều ngày hôm nay, sở cứu hỏa quận Cam cho biết chưa có công trình hay căn nhà nào bị cháy ở thành phố Irvine. Người dân cũng không có ai bị thương hay bị thiệt mạng. Chỉ có hai người lính cứu hỏa thì bị thương nặng, đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Ngày hôm qua, một số trường học ở khu học chánh Irvine và Sustin phải di tản vì đám cháy Silverado và không khí bị ô nhiễm. Những trường học này hôm nay vẫn tiếp tục đóng cửa, trong đó có trường UCI và Irvine Valley College. Ngày hôm qua, đoạn đường này đã bị chặn vì đám cháy lan ra tới đây. Hôm nay thì mình nhìn thấy một số cây đã bị rụi. Các anh chị và các bạn nhìn dọc dọc theo bên đường này, đó, cháy đen thui rụi đó, thấy không? Đoạn đường này hôm nay đã được dập tắt và được mở trở lại. Chứ lúc mà khi đang cháy thì cảnh sát chặn đường không cho chúng ta vào. Đó, thấy không? Cháy đen thui, còn lại là cái xác sơ đen đen thôi. Mấy cái cỏ cháy này nó bay lên khắp trên không khí, làm cho không khí bị ô nhiễm. Cũng may là không có cháy tới nhà dân. Còn về công ty điện lực South California Edison thì họ đang điều tra có phải đường dây điện của họ là nguyên nhân gây ra đám cháy này hay là không. Trong lúc đám cháy bùng ra thì hãng điện Edison cũng không tìm thấy đường dây điện nào bị đứt trong cái khu vực này. Tuy nhiên, họ nghi ngờ một đường dây buộc nối với đường dây viễn thông không phải nối với thiết bị của hãng điện Edison. Có lẽ là đường dây này đã chạm phải đường dây điện chính trên cao của hãng điện Edison. Và đó có lẽ là nguyên nhân gây ra vụ cháy. Ngày hôm nay có một đám cháy rừng khác ở dọc Palinda. Đám cháy này tên là Blue Ridge. Đám cháy này còn dữ dội hơn đám cháy ở Irvine. Đám cháy lan nhanh ra ở ba quận Riverside, San Bernardino và Orange, đã thiêu rụi 15.200 mẫu anh. Sở cứu hỏa quận Cam cho biết là họ chưa dập tắt được phần nào của đám cháy này. Đám cháy này phát ra vào trưa ngày hôm qua do hai đám cháy riêng lẻ nhập lại với nhau. Một đám ở gần Rio River Golf Club ở Corona, đi về phía bắc xa lộ 91, và một đám khác ở khu vực đường Blue Bridge với đường Kodak Mountain của Yopalinda. Sở cứu hỏa quận Cam cho hay đám cháy này đã lan tới Chino Hill vào đêm hôm qua. Cho đến sáng hôm nay, giới chức của thành phố này ra lệnh cho 20.000 dân của thành phố này phải di tản. Sở cứu hỏa quận Cam cho biết khoảng 2.500 căn nhà và 10.000 cư dân Yopalinda, Carbon Canyon và Free, trong đó có khu Hilden Hill, có lệnh phải di tản. Giới chức cũng ban hành cảnh báo di tản cho Diamond Bar, khu vực phía nam đường Ren và đường Diamond Bar. Sở cảnh sát Los Angeles loan báo ngày hôm nay, nghĩa là chẳng bao lâu nữa cư dân khu vực này cũng có thể di tản. Ngày hôm nay, đám cháy Blue Ridge lan rộng ra phía tây bắc, hướng đến những khu nhà dân ở Carbon Canyon gần Chino Hill State Park. Lính cứu hỏa ở dưới đất được trực thăng của nhiều sở cứu hỏa hỗ trợ. Những lính cứu hỏa này dập lửa ở một số vùng đồi. Họ gặp rất nhiều khó khăn vì gió Santa Ana. Nhưng những người lính cứu hỏa này đã làm việc rất tốt. Theo dự báo thời tiết thì tối hôm nay gió Santa Ana sẽ yếu xuống khoảng 6 dặm 1 giờ. Như vậy sẽ đỡ hơn cho các lính cứu hỏa. Sở cứu hỏa quận Cam đã huy động khoảng 1.000 lính cứu hỏa để đối phó với đám cháy Blue Ridge này. Các giới chức cho hay, tính tới chiều hôm nay thì các lính cứu hỏa cũng như người dân thì không có ai bị thương và cũng không ai bị thiệt mạng. Nhưng có 10 căn nhà ở Sokbalinda bị hư hại vì do gió quá mạnh đã khiến cho sự nỗ lực của lính cứu hỏa chế ngự hai đám cháy này bị chậm lại và trực thăng không thể cất cánh được để hỗ trợ dập tắt đám cháy. Chờ tới khi sức gió giảm thì trực thăng có thể hoạt động bình thường trở lại. Hiện giờ thì vẫn chưa rõ là nguyên nhân gây ra đám cháy là do lý do gì. Đó là những tin tức mình ghi nhận được ngày hôm nay mình gửi đến các anh chị và các bạn. Và bây giờ mình xin tạm dừng cái video này tại đây.
Đồng thời mời các anh chị và các bạn xem tiếp đoạn video còn lại về cuộc sống ở Mỹ ở thành phố Irvine. Những căn nhà trong thành phố này trung bình không dưới 1,5 triệu. Trong khu vực này nhà rất là đẹp. Mời các anh chị và các bạn theo dõi nha. Chúc các anh chị và các bạn luôn vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc nha. Chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tới.